Ở đây là màn biểu diễn đặc biệt của đoàn lân sư Rồng Huy Nghĩa Đường, và trèo lên cây tre cao khoảng 9 mét. Thank you.
có một con thôi. Kết thúc màn
khai trương rất là hoành tráng của đoàn Lân Si Rồng quận 5 Huy Nghĩa Đường anh chị.